Xin chào các em học sinh thân yêu. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ về lòng yêu nước. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 18 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe đoạn văn hay nhất về lòng yêu nước. Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Điều ấy được thể hiện qua biết bao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ bờ cõi đất nước của cha ông. Nhưng không phải cứ trực tiếp cầm súng chiến đấu nơi chiến trường mới gọi là yêu nước. Lòng yêu nước còn thể hiện qua rất nhiều hành động cụ thể có ích cho đời, quê hương, dân tộc. Chính vì thế, trong thời bình, ta vẫn có thể biểu hiện lòng yêu nước qua những cách thể hiện riêng. Vậy lòng yêu nước là gì? Lòng yêu nước nghĩa là tuyệt đối trung thành với đất nước, tự hào về quê hương, đồng bào, đề cao những giá trị văn hóa dân tộc. Có rất nhiều cách biểu hiện lòng yêu nước tùy vào mỗi người mà thể hiện khác nhau. Theo cá nhân riêng tôi, lòng yêu nước là ta biết yêu thương những người xung quanh, mở rộng trái tim mình. Chỉ cần hành động nhỏ nhặt như san sẻ quần áo cũ cho người khó khăn hơn mình, giúp đỡ cô lao công khi thấy rác tự động nhặt lên bỏ vào thùng, vân vân. Đôi khi những việc làm nhỏ nhặt như vậy sẽ khiến cuộc sống bạn trở nên tươi đẹp và ý nghĩa biết bao. Lòng yêu nước có khi đơn giản thế thôi. Ngoài ra, lòng yêu nước còn thể hiện qua hành động gắng sức học tập, sau này lớn lên trở thành những kỹ sư, bác sĩ, xây dựng công trình đất nước, giúp đỡ người khốn khổ, vân vân. Không những ta phải gắng sức học tập, yêu thương đồng bào đất nước, mà còn phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của Đảng và nhà nước, cùng nhau đoàn kết khi đất nước gặp lâm nguy. Nói tóm lại, suy nghĩ về lòng yêu nước và cách thể hiện lòng yêu nước trong thời bình của mỗi người tuy khác nhau, nhưng đều chung mục đích muốn đất nước được trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế là học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta phải ra sức trau dồi học tập, song song với đạo đức tốt để góp chút sức lực nhỏ bé vào công cuộc phát triển đất nước, giúp nước nhà ngày càng đi lên, vững bền. Hết bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe.